Vi Mạnh bàng hoàng khi chứng kiến ô tô tiền tỷ tự động bốc cháy, nghi ngờ có uẩn khúc phía sau. Nam ca sĩ Vi Mạnh bàng hoàng nhận tin xe ô tô bỗng nhiên tự động bốc cháy ở hầm xe chung cư lúc nửa đêm, chưa biết lý do phía sau nhưng nghi ngờ có uẩn khúc, khán giả nháo nhào vì lo lắng. Sáng ngày 16 tháng 2, cộng đồng mạng bàng hoàng khi nam ca sĩ Vi Mạnh thông báo đến khán giả vụ việc xe ô tô của anh bỗng nhiên bất ngờ bốc cháy không lý do. Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, phần lớn đều tỏ ra lo lắng và hoang mang trước câu chuyện quá bất ngờ này. Cụ thể, theo lời kể của nam ca sĩ, câu chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm, lúc đó anh không có mặt ở nhà và đang trong chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng. Người nhà liên lạc và thông báo đến anh rằng xe tự nhiên bốc cháy ở dưới hầm chung cư. Được biết, sự cố nhanh chóng đã được bảo vệ phát hiện kịp thời nên cũng không để xảy ra tình huống xấu nào. Các xe xung quanh cũng không bị ảnh hưởng gì khiến anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Duy Mạnh cũng cho biết nếu lỡ có xảy ra chuyện xấu nào thì anh sẽ cảm thấy có lỗi và áy náy. Chia sẻ nguyên văn trên Facebook cá nhân, anh viết: "Tôi nay đi hát rau ở Đà Nẵng, xe đổ ở hầm giữ xe trong chung cư tự nhiên bốc cháy. May quá có hàng xóm phát hiện nên dập lửa kịp thời. Đúng là phúc tổ 70 đời. Chứ nó mà cháy lan rộng ra bãi xe hay nghiêm trọng hơn là khắp tòa nhà, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe dân cư tòa nhà thì chết dở." Bên cạnh đó, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bảo vệ của tòa nhà đã kịp thời ra tay xử lý sự cố lúc anh vắng mặt, cùng với đó là đội ngũ công an khu vực đã nhanh chóng đến xác minh vụ việc. Về tài sản thiệt hại, giọng ca sinh năm 1975 cũng cho biết rằng cũng đã có những mất mát, tuy nhiên mọi thứ cũng không đáng kể. Điều anh quan tâm là vụ việc may mắn không để ảnh hưởng đến tài sản và sức khỏe của người khác. Bên dưới bài đăng của nam ca sĩ, nhiều khán giả cũng nhanh chóng để lại những bình luận thể hiện sự lo lắng và quan tâm đến sự cố không may này. Qua thông tin của giọng ca Kiếp Đỏ Đen, các fan cũng đã phần nào yên tâm và thở phào nhẹ nhõm, cùng với đó là trấn an anh về sự việc không mong muốn cũng đã lỡ xảy ra. Mong anh sớm vượt qua, xem như của đi thay người. Chuyện xui rủi không sao anh nhé. Xui quá vậy bác, cẩn thận hơn thôi. Ngoài ra, nhiều người cũng đang hoài nghi lý do đằng sau dẫn đến xe ô tô của Duy Mạnh lại tự động bốc cháy. Sự tò mò được đặt ra vì việc để một chiếc xe cháy vô lý là khó có thể xảy ra. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa công bố với khán giả tại sao xe lại bốc cháy. Nhưng nhiều fan đã tin rằng đó có sự uẩn khúc và có tác động bên ngoài mới dẫn đến sự việc không đáng có trên. Duy Mạnh là nam ca sĩ đầu đời của showbiz khi đã gia nhập làng giải trí từ năm 1998, sở hữu chất giọng đặc biệt cùng hàng loạt bản hit như Kiếp Đỏ Đen, Giây Phút Chia Xa. Duy Mạnh từng là nghệ sĩ hàng đầu và được săn đón ở khắp các tụ điểm ca nhạc vào những năm về trước. Hiện tại, mặc dù đã ít hoạt động sôi nổi và xuất hiện với tần suất thấp, tuy nhiên tên tuổi và sự mến mộ của khán giả dành cho anh vẫn rất nồng nhiệt. Duy Mạnh những năm gần đây cũng đã quyết định chọn cho mình cuộc sống bình yên bên vợ và các con, muốn hướng đến sự giản dị và nhẹ nhàng trong âm nhạc lẫn đời sống thường ngày. Với câu chuyện xe bất ngờ bốc cháy trong đêm của Duy Mạnh cũng là lần hiếm hoi anh thông báo những tin tức cá nhân đến khán giả. Được biết, trước đó nam ca sĩ cũng từng thừa nhận rằng muốn tránh khỏi những xô bồ của giới showbiz, không thích tạo scandal hay những sự chú ý để được mọi người quan tâm. Bản thân anh hiện tại chỉ thích sáng tác nhạc, sống đơn giản với niềm đam mê nghệ thuật của mình.